Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra cuộc meeting trọng thể kỷ niệm 34 năm chế độ diệt chủng Pol Pot bị lật đổ, ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày 7 tháng 1 năm 2013. Tham gia cuộc meeting có 13.000 đại biểu đảng viên CPP và quần chúng ở thủ đô và các tỉnh lân cận. Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Chia Sim, Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Hun Somrin, Phó Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen cùng đông đảo các quan chức cấp cao CPP và đại diện nhiều đảng phái khác ở Campuchia dự meeting. Đại biện lâm thời nước ta Lại Xuân Chiến, Đoàn Ngoại giao và nhiều tổ chức quốc tế tại Phnom Penh cũng có mặt tại cuộc meeting. Cuộc meeting được tổ chức với sự tham gia của hơn 10.000 người. Chủ tịch Quốc hội Hun Somrin đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và nêu bật những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hun Somrin khẳng định sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Campuchia giành thắng lợi lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979, khép lại trang sử đen tối nhất của Campuchia, tạo nền tảng cho công cuộc khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước. Quân đội Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia đã tấn công mạnh mẽ vào các căn cứ của Khmer Đỏ. Với sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đã liên tục mở rộng vùng kiểm soát cho đến ngày đại thắng mùng 7 tháng 1 năm 1979. Trong thời gian kéo dài hơn 3 năm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, đã có hơn 3 triệu người Campuchia bị chết vì đói hoặc bị giết một cách dã man. Hệ thống xã hội quốc gia bị tàn phá, không còn sót lại một thứ gì. Đất nước Campuchia chỉ còn lại một đống tro tàn trải đầy máu và nước mắt. Nhờ quân tình nguyện Việt Nam đã cứu giúp kịp thời để giải phóng người dân thoát khỏi sự diệt chủng của Khmer Đỏ. Đây là công ơn vô giá của bộ đội Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Công ơn của bộ đội Việt Nam rất là lớn lao. Nếu không có họ đến cứu giúp kịp thời, chẳng biết bây giờ thế nào nữa. Gia đình tôi có tất cả 12 người thì đã chết trong chế độ Pol Pot hết 6 người. Họ chết vì đói và vì bị đem đi giết. Ngày 7 tháng 1 là ngày sinh lần thứ 2 của người dân Campuchia. Hiện nay với sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của chính phủ Campuchia đã giúp đất nước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong hơn 30 năm qua. Nhân dân Campuchia kỷ niệm lần thứ 34 ngày đại thắng Khmer Đỏ mùng 7 tháng 1 trong tinh thần ghi nhớ biết ơn sâu sắc các chiến sĩ cách mạng Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam đã có những hy sinh cao cả vì sự hồi sinh của nhân dân Campuchia. Từ một đất nước bị tàn phá kiệt quệ bởi chiến tranh và sự cai trị tàn bạo của chế độ Pol Pot, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia, đất nước Eo Tháp đã vươn mình đứng dậy để trở thành một đất nước phát triển toàn diện như ngày hôm nay. Thạch Thông, cơ quan thường trú truyền hình Việt Nam tại Campuchia.